Mặc dù quán Overnight Cốc Thứ Ba có địa chỉ tại 168 Hoàng Hoa Thám, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, có dấu hiệu không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, nhưng vẫn bất chấp quy định để đưa công trình xây dựng vào hoạt động, như đem tính mạng của khách giỡn với tử thần. Theo công điện số 825, ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo hiệu quả, quyết liệt theo chỉ thị số 47 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kết luận số 02 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội, chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch chuyên đề, văn bản chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã ban hành trong thời gian qua. Ngày 20 tháng 9 năm 2023, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa có công điện số 02/CD-UBND triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Công điện cũng nêu rõ, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn phải quan tâm hơn nữa, thực hiện nghiêm túc việc quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật, kiểm điểm xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xảy ra những sai phạm hoặc để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ cũng như chính sách lĩnh vực môi trường xây dựng về vấn đề nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở, đơn vị. Qua quá trình thông tin tuyên truyền, tạp chí điện tử Môi trường xây dựng ghi nhận được tụ điểm ăn chơi hút khách như quán Overnight Cocktail Bar. Theo đó, đêm ngày 5 tháng 11 năm 2023, chúng tôi có ghi nhận tại quán Overnight Cocktail Bar có địa chỉ số 168 Hoàng Hoa Thám, phường Võ Cường. Lúc này, quán đang tấp nập khách làng chơi ra vào. Vừa bước chân vào quán bar, ánh đèn tím đỏ, tiếng nhạc sập sình, chát chuông vang ra. Sau đó, chúng tôi được sắp xếp tại tầng 2 của quán. Theo quan sát, trong quán bar tập trung số lượng lớn những khách làng chơi. Tại đây, quán còn kinh doanh bán bóng cười tràn ngập phòng. Mỗi khi khách có nhu cầu sử dụng bóng cười, lập tức được các nhân viên đưa bóng cười tới tận tay. Ngoài ra, các nữ dancer của quán còn ăn mặc hở hang, phản cảm với thuật phong mỹ tục. Nhiều người miệng hút bóng cười lắc lư theo điệu nhạc sập sình. Trong quán dường như không có bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc. Vật liệu trang trí xây dựng cũng dễ bén lửa. Theo một nhân viên nói, quán Overnight Cocktail Bar hoạt động đến 3 giờ sáng thì mới nghỉ. Tuy nhiên, theo Điều 8, Nghị định 54/2019/ND-CP được sửa đổi bởi điểm D khoản 2, Điều 31, Nghị định số 144/2020/ND-CP, trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ vũ trường không được hoạt động từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Trước thực trạng trên, ngày 9 tháng 11 năm 2023, phóng viên tạp chí điện tử Môi trường xây dựng đã đặt lịch làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường. Sau đó, ngày 15 tháng 11, phóng viên có liên hệ với văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường thì chỉ nhận được câu trả lời muôn thuở: tuần này bên em chưa sắp xếp được, bởi vì trong tuần này bên em đang dự hội nghị các khu phố nên là các lãnh đạo cũng đi suốt ấy. Có gì sang tuần lịch như thế nào em sẽ báo sau. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phóng viên vẫn chưa nhận được hồi âm. Phải chăng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường đang né tránh cung cấp những thông tin cho báo chí? Trước đó, vụ cháy quán karaoke ở phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội khiến 3 chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Hai việc 32 người tử vong do cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương là hai trong nhiều vụ cháy liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke, để lại nhiều mất mát, thiệt hại lớn về cả tính mạng và tài sản. Đây là những bài học xương máu, là hồi chuông cảnh tỉnh để cơ quan, đơn vị hành chính cần thực hiện nghiêm túc, nâng cao trách nhiệm công tác quản lý nhà nước, cũng như cần quyết liệt xử lý các đơn vị phớt lờ quy định của pháp luật, đem tính mạng khách hàng lẫn với tử thần. Tạp chí điện tử Môi trường xây dựng kính chuyển nội dung trên tới các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh để thanh kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, xử lý cá nhân, tập thể đã thiếu giám sát trong quản lý nhà nước nếu có, nhằm thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật.